Đức và Costa Rica, cỗ xe tăng Đức thắng càng đậm càng tốt. Dù đội tuyển Đức có thắng Costa Rica ở lượt trận cuối cùng của bảng E thì đội tuyển Nhật Bản phải thua trước Tây Ban Nha. Khi đó, cỗ xe tăng mới chắc chắn có vé vào vòng mùng 1 tháng 8. Nhận định trận Đức và Costa Rica, cục diện bảng D khá căng thẳng khi chưa có cái tên nào chắc chắn giành vé đi tiếp, cũng như chưa có đội bóng nào sớm bị loại. Sau hai vòng đấu, điểm số các đội Tây Ban Nha 5 điểm, Nhật Bản, Costa Rica cùng 3 điểm và Đức 1 điểm thì cửa đi tiếp của đội bóng xứ sở bò tót được đánh giá sáng nhất. Trong bối cảnh đá sau bảng F, nhưng việc lúc này của 4 đội bóng là kiểm tấm vé đi vào vòng mùng 1 tháng 8 trước khi nghĩ đến chọn đối thủ. Nếu muốn đi tiếp sau khi vòng bảng kết thúc, đoàn quân của huấn luyện viên Hansi Flick buộc phải thắng Costa Rica ở lượt trận cuối cùng của bảng E. Tuy nhiên, 3 điểm giành được trước Costa Rica mới chỉ là điều kiện cần của cỗ xe tăng Đức, nó phụ thuộc rất nhiều vào thái độ thi đấu của các cầu thủ Tây Ban Nha. Nếu Nhật Bản cầm hòa tuyển Tây Ban Nha, thì tuyển Đức buộc phải thắng Costa Rica với hiệu số cao để cạnh tranh vị trí nhì bảng. Khi đó, tuyển Tây Ban Nha sẽ có 5 điểm, nhất bảng E, cả tuyển Đức và Nhật Bản có cùng 4 điểm, điều lệ World Cup quy định khi hai đội bằng điểm nhau. Hiệu số bàn thắng, bại là yếu tố xem xét kế tiếp nên nhiệm vụ của tuyển Đức là thắng Costa Rica càng đậm càng tốt. Costa Rica, tê hùng lưới trên 3 bàn. Kịch bản xấu, Đức thua hoặc hòa Costa Rica, cỗ xe tăng Đức sẽ chắc chắn xếp cuối bảng E và sớm chia tay World Cup 2022. Đây chính là bi kịch mà họ từng gặp ở World Cup 4 năm trước khi dừng chân ở vòng bảng. Kịch bản không tưởng Nhật Bản đánh bại Tây Ban Nha và Costa Rica giành 3 điểm trước đội tuyển Đức để loại hai ông lớn của bóng đá thế giới. Theo nhận định của các chuyên gia, cơ hội có điểm của đội bóng đến từ khu vực CONCACAF là rất thấp, thậm chí nếu bị thủng lưới sớm thì Costa Rica sẽ vỡ trận. Các cầu thủ Đức như Gundogan, Kimmich, Gnabry biết được điều gì đang chờ họ nếu phải xách vali lên đường về nước sớm. Còn Costa Rica đã thủng lưới 7 bàn sau 2 trận, không thể nào cản được đội tuyển Đức ghi bàn. Thông tin về Lê Đức vs Costa Rica. Thông tin lực lượng Costa Rica vs Đức. Costa Rica, Francisco Cavo bị treo giò. Đức, xin đã bình phục chấn thương. Đội hình dự kiến Costa Rica vs Đức. Costa Rica 5-4-1 Navas, Fuller, Doherty, Watson, Chakin, Oviedo, Torres, Boxer, Tejeda, Campbell, Contreras. Đức 4-2-3-1 Neuer, Kerrer, Siu, Rüdiger, Zam, Gundogan, Kimmich, Gnabry, Musiala, Sen, Fulcrum. Thống kê 10 trận gần nhất của Đức. Thống kê 10 trận gần nhất của Costa Rica. Lịch sử đối đầu Costa Rica vs Đức. Nhận định chuyên gia. Dự đoán tỷ số 3-0 nghiêng về phía Đức được đánh giá khá cao trước giờ bóng lăn.